Nhà Đen Channel. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Xin chào các bạn, hôm nay tụi mình có một món quà bí ẩn đang giấu trong một cái rổ này. Các bạn ơi, nhìn ở ngoài có rơm không đúng không? Mình đang giấu bí mật ở dưới đó. Bây giờ chúng ta cùng xem bên trong cái gì nha. Ủa sao không có cái gì vậy Sam Bo? Ở đâu ta? Ở đâu ta? Ấy, có nè. À thấy rồi. Wow, quả trứng này. Ủa, quả trứng này bị gì vậy? Quả trứng màu vàng này có hình trái tim nè. Em thấy màu này là màu cam với màu hồng. Rắc thêm một màu xanh lá nữa. Ủa muối. À còn hai chiếc trứng. Nó dễ nhỉ. Ủa muối xếp bên đây. À màu vàng bên kia. Màu hồng bên đây. Màu hồng với màu cam với màu xanh lá bên đây. Đây một đếm đếm màu vàng có mấy cỡ nha. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Màu hồng. Màu 1, 2, 3, 4. Bây giờ mình sẽ chén trứng nha các bạn. 1, 2, 3, 4. Trời trên. Mình sẽ đếm tất cả màu vàng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quả màu vàng. Bây giờ chúng ta cùng xem bên trong những quả trứng này có gì nha. Các bạn ơi, mình nghe cái tiếng động ở trong đây nè. Nè. Rồi mình bóc quả màu vàng nha các bạn. Rồi mình sẽ chà trái tim. Muốn mở quả trứng này mình cần phải chà thật mạnh vào trái tim. Quả chà nãy giờ có thấy nước đâu. Chà mạnh lên. Thì chà mạnh. Cứng ngắc luôn các bạn ơi. Cứng ngắc quá luôn các bạn. Uống từ từ mới nhạt màu ra nè. À, trà cho trái tim đổi màu. Em thấy cam cam một xíu rồi nè. Sao em... nhanh nhanh vậy, anh vẫn tím lè, tím lé à. Nè, em thành màu hồng rồi nè. Xin chơi rồi. Cứng đây. Cứng quá. Cứng quá các bạn ơi. Rồi trà. Sao nhau hay vậy? Rồi em trà ra màu hồng luôn rồi nè. Anh vẫn còn tím là tím lé kìa. Rồi xuống chuẩn bị ra rồi, không biết còn gì đây, có gì đây. Mong là có một không đấy. Ấy, mình thấy mấy cái đường nó nứt một xíu rồi nè. Dạ. Mẹ gái. Chị em mạnh thế ai? Wow. Mình lười chà quá, mình cà lên cái bàn luôn. Quá màu đẹp quá các bạn ơi, màu hồng nè. Cứng lắm. Sao không được? Yeah, mình ra rồi này các bạn ơi. Con gì kìa? Wow, đẹp con chim. Con heo quá hả? Ủa con khỉ. Con khỉ mà ăn cái gì giống mình. Wow, đẹp quá hả? Cánh hồ tím các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để đây nha các bạn. Ây da. Chà đứng đây. Thôi chà. Mình sẽ lấy quả trứng thứ hai. À đây rồi, lấy quả trứng mình chà chà. Đục vô. Mở ra. Mở ra. Đấy. Hay là giống con này của em đây. Nhưng mà này cứng hơn một chút hả? Nó không có cao. Mạnh ra. Mạnh ra. Mạnh ra. Mạnh ra. Cái tay của em đây chị. Ừ chị thử nha. Ok. Dạ.
cũng ngon mà xanh dương nè. Bước ra thôi. Cháu của em cả mấy. Quá wow, có gì không? Con vẫn là con khỉ nhưng mà màu xanh dương. Ha, giống em nè, tí nữa là thành ai hai anh em lớn. Em màu hồng, em mình màu sẽ bứt cái phần này ra để có cái chỗ cho nó đứng. Rồi, rồi đó. Rồi. Anh để lên. Để kế em nè. Đập. Giờ mình chà mình cái bàn luôn. Wow, lại tiếp tục là con khỉ không? Các bạn ơi, cái của mình nứt nứt rồi nè. Lại tiếp tục là con khỉ. Đây. Giờ bị trùng rồi. Ừ nè, giống nhau nè. Đúng rồi. Ừ, mình là con cáo. Ơi con cá giống Hoppy rồi. Trời trùng lập. Rồi ơi mình sẽ trùng con khỉ lúc rồi các bạn ơi. Rồi cháu nó cho trùng. Trùng một chuồng. Ừ. Thôi con sẽ ra cho mẹ. Rồi bây giờ uống nhau. Mẹ của nó nhau. Ừ nè mẹ nè. Thôi mẹ. Chà đi. Chà má sẽ đuổi các bạn. Chà luôn. Chà luôn. Ơi, ngã rồi. Tôi sẽ để nó ở đây, con này sẽ làm cái chứ. Con cái giống nhau nè, con này nè. Đúng rồi. Cái gì vậy? Đây, con cá này bị trùng. Con cuối cùng rồi, con này nó sẽ ở trong một trái trứng luôn. Ây da, rồi thế nữa. Ây da, mà không có chiếc của chui. Được rồi chứ. Nhớ mấy con còn rồi. Còn hai con nhớ nhớ. Thôi cho em trùng con khỉ nè. Nên cho em con khác được con. Các bạn ơi, mình chà mạnh quá nó nứt nữa rồi. Đâu, ừ, anh bấm vô. Đúng rồi. Hát gì vậy hả, tí. Con gì đây? Con sói gì đây? Là con sói gì đây? À, để lại nè. Con gà, trời ơi. Tưởng con gì nè. Không được gì. Anh bôi chà mạnh giúp em đi. Ý, của mình nó nứt xíu rồi các bạn. Ấn vô luôn. Không được, cứ lắm. Em nứt nứt xíu đi. Anh chà giúp em đi. Chà mạnh giúp em chưa? Nó chỉ nó ở trên thôi, có một xíu à. Chưa đổ màu mà. Xem con gì đây, con gì đây. Là con sói. Dạ, tiếp tôi là con khỉ. Con gì vậy mà hình như mùi vàng là con khỉ đó các bạn. Ừ, con khỉ luôn rồi. Đây, con khỉ nè. Ê, đúng rồi các bạn ơi. Nó vẫn là con khỉ giống như bên đầu. Giống ba con này luôn hả? Cá mập mà. Đâu cá heo mà. Cá mập. Nhìn cái mập là biết rồi. Mình đã có cá mập dễ thương quá đây. Con mắt màu xanh nè. Đôi cánh màu tím. Vậy con nào không có cái cánh màu hồng. Chỉ có con này là chưa có thôi. Yeah. Rồi bây giờ xin ngẩng đầu lên luôn. Ủa các bạn ơi, đây là kết quả của tụi mình sau khi mà đập trứng nè. Mời các bạn ơi, mình còn ba con khỉ luôn đó bạn. Mình là con cá mập,
con khỉ với lại con gấu. Dạ con gấu lộn con cáo. Đúng rồi, anh là con cáo đó. Còn mình là con hai con khỉ và một con gà. Mình có hai cáo, con cáo và một con khỉ và một con khỉ. Các bạn ơi, video bóc trứng của tụi mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại trong các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh và subscribe và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye.